Chào các bạn, đây là mẫu Surface Pro 4 do ProLab cho Tinh Tế mượn và chúng ta sẽ cùng khám phá xem là Microsoft đã làm được những gì kể từ 18 tháng, kể từ thời điểm mà Surface Pro 3 ra mắt người dùng. Như chúng ta đã biết thì mục tiêu cao nhất của Surface Pro 4 mà Microsoft hướng đến là thiết kế một sản phẩm cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Vì vậy mà sản phẩm phải mỏng nhẹ như là những tablet khác, đồng thời vẫn đảm bảo sự tương tác thoải mái của người dùng khi làm việc. Về kích cỡ, có thể thấy là Surface Pro 4 tương đương với Pro 3 nhưng mà mỏng nhẹ hơn một chút. Cụ thể là độ mỏng chỉ có 8.5mm so với 9.1mm và cân nặng là 786g so với lại 798g của Pro 3. Cũng cần nói thêm là kích thước màn hình của Surface Pro 4 đã tăng lên là 12,3 inch nhờ là cái viền màn hình này nó thu nhỏ lại và vì vậy là mang đến cái không gian hiển thị lớn hơn so với lại Pro 3. Về chất liệu thiết kế, chúng ta có thể thấy là Surface Pro 4 sử dụng chất liệu hợp kim, nhôm và magie nên tạo được sự chắc chắn và độ bền cao. Phần bản lề của máy có góc mở rất là rộng và đây chúng ta có thể thấy là nó mở lên được tới khoảng 160 độ và cho phép tùy chỉnh cái góc nhìn của màn hình theo nhu cầu sử dụng. Ở phần trên thì chúng ta sẽ thấy đây là nút nguồn và bên cạnh là nút tăng giảm âm lượng. Ở cạnh bên là jack 3,5 ly dùng để gắm headphone và một phần bên dưới hoàn toàn để trống, có tác dụng là chúng ta sẽ đính cây bút vào đây. Ở cạnh còn lại thì chúng ta sẽ có một cổng USB 3.0 và một cổng mini display port. Ở đây là đầu cấp nguồn. Ở dưới bản lề thì khi mà chúng ta mở lên thì sẽ thấy được cái khe cắm thẻ nhớ microSD nó nằm ở đây. Khác với Surface Pen của Pro 3 thì bút mới có thiết kế đơn giản hơn, chỉ có hai nút cơ bản tương ứng với lại phím phải chuột và ở trên đầu này là cục gom có chức năng là chúng ta sẽ dùng để tẩy xóa những cái nét vẽ sai. Ngoài ra thì cái độ nhạy của cái bút có thể phân biệt được đến 1024 cái lực cảm ứng so với lại bút cũ chỉ là con số là 256 lực cảm ứng của Pro 3. Bên cạnh Surface Pen thì Microsoft cũng giới thiệu cái mẫu bàn phím mới Type Cover, thì đây là cái bàn phím vật lý kim với lại lớp vỏ bảo vệ màn hình khỏi trầy xước khi di chuyển. Đây không phải là phụ kiện đi kèm với máy nên là chúng ta phải mua bổ sung với giá là 130 đô đối với bản tiêu chuẩn là bản này hoặc là 160 đô đối với phiên bản có trang bị cảm ứng vân tay. Tương tự phiên bản cũ thì TypeCover vẫn được Microsoft tận dụng khá tốt phần không gian nhỏ gọn của sản phẩm. Trừ các phím chức năng khá nhỏ thì kích thước các phím còn lại lớn và khoảng cách giữa các phím hợp lý, tương tự như là bàn phím của laptop tiêu chuẩn. Vì vậy mà chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với cái bàn phím này. Kích thước của touchpad cũng được mở rộng hơn đến 40% so với phiên bản Pro 3 cũ. Tích hợp cả hai phím chức năng trái phải chuột với độ nhạy cao và đây cũng là cái điểm cộng của sản phẩm. Vì trên thực tế là với giao diện Windows và các ứng dụng desktop truyền thống thì vẫn chưa được xem là phù hợp với lại cái điều khiển cảm ứng. Cảm ơn các bạn.